Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Tung Tăng Khám Phá của Sunny. Hiện tại thì xe của Sunny đang đi trên đại lộ Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết các bạn nhé. Vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 22 tháng 12 âm lịch, tức là chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi các bạn nhé. Và ngày hôm nay Sunny xin gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất của chợ hoa Tết. Sunny nhận thấy là cũng rất nhiều xe đang nhập hoa về tại các gian hàng hoa. Hiện tại thì cũng rất nhiều loại hoa đã được nhập về để phục vụ bà con trong dịp Tết này rồi các bạn nhé. Ở khu vực ngay trước bệnh viện phổi thì cũng rất nhiều chậu mai và chậu cúc đã được nhập về đó các bạn. Mình thấy cũng có còn một vài gian hàng cũng còn trống, nhưng mà chắc là cũng trong nay mai thì lượng hoa sẽ nhập về đầy đủ đó các bạn.
các bạn có thể thấy các đơn vị đang trang trí con đường hoa xuân Tết Giáp Thìn 2024 tại đường Nguyễn Tất Thành đó các bạn nhé. Và các đơn vị cũng đang khẩn trương để thi công cho mau hoàn thành cái công trình này.